Ok, hello anh em. Thì hồi trưa con cạc thôi nó hỏng rồi. Nên cũng tranh thủ ở văn phòng test thử con cạc nó ở đó luôn. Thì cũng chơi con game này rất là nhiều rồi. Bây giờ đã unlock được rất là nhiều thứ. Đó, anh em nhìn thấy tôi mới mở phá được ba nhân vật nữa nè. Còn bốn nhân vật chưa mở được. Với hai nhân vật ở đây không biết có phải được mở phá không. Thì hiện tại thì tôi đã có cái ông này rồi. Chưa để coi kill của ông ấy. Thì mới mở ra luôn lần đầu. Chưa có thử lần nào hết. Một hai đam tầm xa này là có được cái khiên, là tôi bấm lộn tôi mua cái khiên của ổng hay gì đó. Đồ đam 3x3 luôn, chịu hồi được bày quỷ dữ rồi. Lấy ông này thử à, ưu tiên ông này đi. Con nhân vật này cũng mới luôn, nói chung là chơi thứ ba nhân vật mới đi. Còn nhân vật thứ tư thì tôi nghĩ là lấy thanh niên này hoặc là thanh niên tộc này. Thanh niên này quýt đam kinh lắm nên chắc lấy thanh niên rồi đi. Thì tôi tách cái cam gần hết luôn rồi, đây nè, cơm lết sạch hết nè. Hồi chiều là công sức cày cuốc của tôi đó. Qua con 1 đến 2 đam mã thực ô 3x3 gây 2 đến 3 đam cho một mục tiêu quái vật. Triệu hồi ra một con quái 1 đến 2 đam phép. Nhưng mà con quái này chỉ có một máu thôi. Để tôi thử nhân vật này thôi. Triệu hồi con cáo 1 máu 2 đến 3 đam phép. Ủa? Vậy con này có khiêu này ngon hơn chứ. Cũng 3 lần nâng cấp. Bên này cũng 3 lần nâng cấp luôn. Một con quái vật lớn 3 đến 4 máu và đia đam bằng với lượng máu. Kinh vậy. Cái vật phẩm lớn là không thể bị tấn công. Cộng không thể tấn công chứ. Cộng 5 giáp 5 kháng phép. Chắc phải lấy con gấu lớn này. Gấu lớn này mạnh quá. Chưa quên nó, quên coi nhân vật này nữa. Tôi nghĩ là đúng máu luôn cho thằng Gui này đi. Để nguy hiểm lắm. Về vào khu rừng. Gây được 4 giúp nó gắt thì gồm. Gồm 4 cho là lúc gắt thì gồm tấn công đó. Gồm thôi. Chiến hậu mình nhiều mà. Một đến ba body đam không ngon, có đam là đam này thôi. Ủa à đây, mỗi ba lần tấn công thì sẽ ghi mua cái đòn đánh đó, ghi mua cái đòn đánh đó. Lại chiêu hồi nên cái này vòng như xung quanh này. Hôm nay giống búa thon á không. Khi mà bị tấn công 3 lần á thì common là một cái đồng minh ở gần tấn công lại. Tôi nghĩ là chơi giỏi màn để ra đây thử rồi. Tôi thấy là hơi thiếu đam phép rồi đó. Đây gọi gần gấu nè. Ủa là sao? À phải ô 2x2 mới được hả gì á? Con này đánh cận chiến nữa ta. Gấu này tuần sau nó mới đánh tiếp. Con này 4 máu à. Anh lùng này 1 máu. Anh lùng này 3 máu.
Nãy quên, nãy đánh con này di chuyển lên đây, xong con này đánh phát nữa mới thành công. Hơi tốn thêm tôn thôi. Cái này là chiêu thứ hai thôi, nó vẫn là chiêu hồi. Cái này đòn chính luôn. Nên tôi nghĩ chiêu bội đâu. Cái này vẫn là chiêu hồi. Con này thì lên thường đam hơn. Ô, 1, 2 lên 3, 4 luôn nè. Được. Thì tí nữa tôi sẽ ưu tiên là trong ba nhân vật này tôi chỉ lấy một nhân vật thôi. Chứ cả ba đều chịu hồi luôn thì khó lắm. Thanh niên này lên đánh tay. Nút gas thì đương nhiên đánh luôn. Wow, hai cây luôn hả? Mới vô tuần đầu có thể gây được 5 đam luôn. Con này thì đánh có 1 đam à. Cùi lắm. Một đam luôn vậy, ông này cũng một đam luôn, coi kết thúc đi. Tôi nghĩ là lấy siêu quang kiều hoặc là lên tiếp chiến tướng này luôn, 56 đam luôn, thiếu con già kia gây phép quá. Đây cái này có gôn nữa, cộng một giáp nữa cả hero khi bắt đầu trận đấu đấm luôn, gôn rất là cần thiết. Nấp rồi. Vào đánh con gấu hơi bị đau nè. Nó đứng trong góc về nên mình không thể bao vây nó được. Trong có được cái gùn còn đủ khá khá. Nhưng không ba đam sẽ chết mà thôi, chắc tôi bỏ không chơi cái đội hình nữa quá, phải bỏ đi, chúng ta bắt đầu lại. Tôi vẫn lấy ông pháp sư đầu tiên thì đi vui này rất là mạnh nè, nên tôi sẽ lấy nó. Ông pháp sư này AoE, ông pháp sư này AoE, ông này cũng mạnh nữa, chịu hồi đừng để đầu tiên luôn pháp sư. Còn lại là chọn ba nhân vật này để nghiên cứu rồi, chắc lấy thanh niên này, thằng này nó dùng đam được mục tiêu rất là mạnh. Thực ra chỉ cần một triệu hồi thôi, nên triệu hồi con gấu thì nó vẫn ngon hơn. Triệu hồi con gấu mất một tuôn gì đây, nên sẽ update cái kiểu con gấu đầu tiên trước. Ủa đam hả, đam tay hả, đam tay cái này đi. Ủa chưa chưa lấy con gấu trước.
uống thuốc luôn. Tại vì máu mình là không có giới hạn nên uống trước uống sau là nó vậy rồi. Rồi vô rừng. Gồm 4 giúp đánh thì gồm 5 ổn. Đổi cái này là tấn công hả? Khoan, cái này nâng lên thì đổi tới dụng gì đâu. À, chưa chưa bấm vô. Đó, rồi nghỉ lấy đam AOE nè. Thôi lấy mà của ông này trước đi. Lấy rồi để cho trước đi. Một cái thẻ combat cộng 3 đam đấm gầy nấm không đấm mấy gầy gừng 333 ba nè. Mình đi đây cho nó đánh gì ta, mình rút lại là con gấu đánh rồi, ngu quá mất thêm một máu quan ức. Đó giờ mới chiêu bảo điện à, bắt đầu nâng bảo điện dòng già này, đánh tay thì vẫn ưu tiên con này hơn. Lũ đạn nó rớt xuống mất một máu nữa. Hơn 5 là vừa đủ. Đấm nó lấy được một win tân giáp. Tôi nghĩ tân giáp rất cần thiết á. Nó đấm lại phát trên gấu mình luôn. Ba đam một đam mình giọng này một đam nữa rồi ổn, giết cái dòng tin này được. Hai con chưa tính bao giây hết hả? Chưa, con thứ ba mới tính bao giây. Không mất máu, được cái luôn. Cộng 1 bơ kép tây sành là gì ta? À, cái điểm tầm nhìn, một điểm tầm nhìn với hai điểm kháng phép, lấy đâm phép cho ông già đi. Ông này sau này cũng gánh thêm nhiều lắm. Thôi lấy thủ đi, mình có rất là nhiều cái, là ba cái hai cái lọ hồi máu nữa, với hai lọ này nữa là coi như bốn lọ quá. Thì cái pha lê nãy tôi úp gần hết cái gừng này, bây giờ úp tới vàng thì chưa cần nên lấy hồi máu, lấy hai này đi, còn lại cái đầu cho anh thì chưa cần đâu. Rồi chiều đi một trận vậy là mấy trăm điểm luôn, nên nâng nó khỏi máy luôn thì mới sáng à. Đấm con sói luôn, sợ gì bán. Một hit đấm con một máu rồi biết chị vô lên tăng luôn vô rồi. Bye bye hút ghi, hút ghi á, này hút ghi nâng mát dòng già này trước rồi mới tính tới ba nhân vật kia sau. Hồi 1-2 máu, 1-1-2-2 đều thứ đấy. Đi khu rừng,
Cái này là cái khu rừng nấm nè, hồi nãy tôi vô đây rất là đông luôn, nên chắc tôi đi qua cái anh đít đi, anh đít tiếp ra nó còn dễ hơn tí. Gọn nằm ở trên gọn đó được cái lá cạc một giáp và một agi. Thêm một cho người nghĩ lấy cái này đi, lấy cái này được 200 cho mà cái thanh niên cuối nè, cái thằng nhìn đen đen nè, ba ba ghi anh nè. Barbarian, test your perception too. Tôi không nghĩ tìm được cái gì đâu. Thủ. Wizard. Né bảy. Six. Né bảy. Không. Cái gương nhỏ. Không có gì hết, sang phòng kế. Dwarf King. Né. Seven. Né không được là quay xí ngầu luôn á, không tiết kiệm. Tấn công luôn. Nó có bốn con này đánh đầu tiên. Ủa con này nó đánh là ngẫu nhiên đơn vị địch chứ một cha cái tơ tấn công mình là chỉ định một con khác đánh mình thì vẫn là con cây gọi con gấu gà đầu tiên thôi. Tối vãi đồng đội mình đánh nhau hả? Không chết nào luôn. Con này chưa có chiêu băng rìu nhưng mà nó 4 đam, 4 đam có thể giết được đó luôn. 1 đam hả? 1 đam đi hướng tới thôi chứ không tác dụng gì mấy. 3 đam, bà đam giết này luôn đi. Nó đánh là vừa đủ lớp giáp mà không sao hết. Thằng này tôi sẽ giết con gấu trước. Không, thằng này nó đánh gấu thôi, nó không đánh ai đâu. Đánh mục tiêu gần nhất. Giết thằng điều khiển rồi đi. Nó đánh gấu đi. Rồi, ok. Tính ra là mất khoảng một máu đầu tiên thôi. Select a character. The Bone Dragon. Gun mới. Cái khiêu đầu tiên thì tăng một máu cũng được. Tấn công random mà ngẫu nhiên á, ngẫu nhiên 3 đam vô cơ thể. Ngẫu nhiên hơi khó à. Vậy nó tới 13 kháng phép lần. Ui da. 3 đam 2-1. Giết này trước đi. Này nó bắn cái à. Bắn này chưa chết nữa. Không sao, 5 đam nè. Nó còn lại 7 máu 1 giáp. Thì có 1 đam mà. Phát kế nó đánh 3 đam hả? Đánh 4 đam, đánh cái này rồi nó chết luôn. Rồi ok. Chúng ta mất 4 đàm khá là chua rồi. Cắn máu đi, cắn máu đi.
Ngon, hai máu luôn. 10 10 10 9. Barbarian. Né 7 à. Không. Không tới 7 còn có lắm. Nhận đam đi. Tăng được một máu và mất lại một máu. Phá cái hộp. Tết tiền cũng nguyên tem luôn. Tên mình thì sức mạnh yếu quá. Wizard, test your perception. 2 6. Tốn cục xí ngầu rồi. Đấm. Con này đánh trước, con này bộ kêu nó là lốc sấy. 1-2 đam theo đường thẳng. Tấn công mục tiêu ngẫu nhiên. Chua nghe. Nó 2 điểm kháng phép nữa lên nó 6 đam lận. Nhưng mà nó có 5 giáp à. Giáp mình gạt nó luôn được nè. Rồi nó bắn con này không sao hết. Còn con này sẽ 1-2 đam body. Không sao, đánh vô đây nó cũng không sao hết. Một giáp lên tất cả đồng minh. Còn một đam bonus cho tất cả đồng minh. Vì không sao cả. Ba đam thôi. Tạo con gấu đây đánh vô con này nè. Xong mình đánh con này nữa. Là nó đủ hai con một đam luôn. Nó có hiệu ứng bao giây. Rồi đó. Mình đi lên đấm con này. Là hai có hai đam nhưng mà hai với một là ba nè. Đó. Vừa đủ luôn. Rồi con già trưởng cái xong rồi. Ok, game này cũng tương đối đơn giản, ăn thua cái vẫn là nhân phẩm của mình thôi. Mát đi. Nhận một cục xí ngầu. Đấm tiếp luôn. Này đánh đầu tiên, 4 đam. Đánh mục tiêu gần nhất. 4 đam mà mục tiêu gần nhất. Nếu như mình đứng đây thì nó đánh mình, đánh đứng làm sao cho đánh trúng được con dưới chúng ta. Còn đứng trong đó thì nó không đánh được. Đứng đây đi. Nó quay qua đánh mình chết luôn con dưới. Ủa? Sao nó không đánh này? Nó tính sai mất đống máu luôn rồi. Vẫn còn một máu kìa. Chưa tính là bao giây hả? Con này ba máu. Lên gạt con ba máu này trước đi. Con này một máu. Chưa có một nữa. Má mất 4 đam quan vậy. Đánh mục tiêu gần nhất nhưng mà không đánh này. Nó lại đánh mình trước mặt. Thon quá thon. Bắt đầu lấy chiêu ném ghiều cho thằng Baba ghi anh. Ba máu đau lắm. Lũ đảng. Ngon. 2-3-2-2. Cũng hơn đen thế. Wow. Ba đam đánh mục tiêu gần nhất, gọi gấu ra trước. Hy vọng gấu bốn máu, bốn máu rồi. Cái này đam mình đam phép nó có kháng, không ổn. Có kháng nhưng mà nó vẫn đủ đam à? Đéo đủ luôn, toàn rồi.
lũ đảng mất thêm máu nó quan thiệt. Ba đam, năm đam, ném nhiều lắm, chết luôn, đánh tay nó chết này, bây giờ không có đường đi lại, cứ đi thẳng qua đây thôi, rồi ở đây còn không nữa hả? Chết gấu rồi, không sao, gấu chết đâu cái gì đâu. Mất bốn máu hoàng quá. Choose a hero. Con gấu lên được 6 máu. Cái con này là chiêu thứ hai không được. Cái chiêu này tôi nghĩ cũng khá là mạnh mà. Lấy con đi. Tí nữa mình sẽ nâng tiếp con gấu lên. Choose a hero. Tạm bốn rồi, cái gừng này tôi up gần hết cũng khá nhiều rồi. À, lại tôi up luôn lộn cái phim cho nó. Lấy cái này đây, mấy cái trên chưa cần, tiết kiệm mà và cái pha lê rồi. Test your perception eight. Bà bây giờ anh đi nhốt rồi. Tuần sau à, nó không được vô đánh rồi đó. Rồi đánh luôn rồi. Thiếu đơn vị hả? Ngày đánh đầu tiên nó sẽ chỉ định mình đánh đồng đội á. Chết cha. Con gấu đánh 5 máu, phải đấy. Đau vãi ra. Những máu dành người gần đi. Goblin cabin hay là five feet. Five feet hồi nãy tôi đi là nó kháng phép rất là nhiều luôn. Cái tem của tôi hai con đâm phép nên chắc tôi đi goblin. Goblin key. Two. Đấm bầy goblin này không có tác dụng gì luôn. Nó đến trước thôi chứ. Rồi rồi rồi, xài tiền nè. Mua hết luôn chứ. Tôi nghĩ là... không, có thằng này là đến cận chiến thôi. Đánh luôn. 4-4-4-4 mà. Con này sẽ đánh trước, nó đánh chỉ có 2 đam thôi. Hai đam cùng lắm nó đánh thằng này. Mấy kia cũng giáp thấy rồi nè. Mình di chuyển qua đây nè, để tí mấy con này nó đi qua đánh chỗ này được. Rồi, không sao. Con này 4 đam, mình gọi cây ra bêm nó. Còn gấu là đủ đâm thôi. Không đủ diện tích rồi. Vậy là mình không gọi gấu được. Này ném ghiều thì 2 máu. Này đánh là 2 máu. 2 máu luôn, chỉ dắt ném ghiều. Giờ hết lớp giáp mà không sao, tôi quên ném ghiều của tôi rồi. Đam, hai đam. Mày đi bộ cái đánh nó chết. Select a character. Gọi gấu đi, gọi gấu đi.
Hên hên hên. Cái trên là mất đã máu nguyên một tem luôn. Giúp Linh cây kia gì đó đâu ta. Vô hang động thôi. Rồi đấm nhau rồi. Nâng luôn. Vì nó kháng phép nhiều quá nên tới 7 con rồi. Con đầu tiên này 3 đám phép. Cầm xa. Ba đâm phép là hơi bị thốn nha. Con cây mình đâu rồi? Loại cây gia tăng đường tí. Con này thì ba đâm cận chiến body. Một phép chết luôn. Ủa sao vậy? Không có đường đi tới hả? Ôi vãi. Nó không đánh con này mà nó đánh con này. Mất là nhiều máu nữa nha. Nãy đang để gọi gấu trước rồi mới biến hình cây. Sai lầm rồi. Quên. Mới chơi lần đầu con vui rồi. Mát đam thai rồi. Giờ dạ, chắc không đánh đam tay đâu. Này cũng không nữa. Nên cái đam tay bây giờ. Này đi. Rồi rồi tính toán hơi sai anh thấy. Bạn bị bắt bởi dính vào cái bẫy. Cái mà tơ nhện. Vượt qua luôn. Rồi. Rồi ba tay với anh bị nhốt. Chết thiệt. Không 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 dính ba đam thốt lắm. Trên 6. Tôi nghĩ là có chìa khóa đây á. Cầu nguyện cho vũ khí mình không hồi máu tem. 334 lỗ điểm này nhé, chẳng lẽ là 3344 đánh luôn. Không có 33 do anh hơi thốn tới đâu có gì. Con này sẽ đánh đầu tiên một đam à, không sao vì cho em già cách phép trước. Mình chuyển vào đây đi cho nó trốn được. Còn còn một con đánh này cũng không sao, đánh vô mấy anh kia có giáp. 2 3 4 4 vừa đủ. Mày gì hả? Xong biến hình cây luôn. Con đã tăng rất là ngon, con này 4 máu. Đánh cái này chắc phong gạt con này đi. Chết phụ rồi. Không sao, con này hồi nãy cũng có lớp giáp. Tản nó góc. Gõ nó ba máu. Choose a hero. Mát gấu luôn 9-10 vãi. Con gấu nó mạnh gần bằng một phần trong đây luôn mày. Ủa sao trận này bày bỏ quá vậy? Ba đam, hai ba body đam. Ủa sao vậy không đủ ô hả?
Đó đánh đi. Ủa sống đánh. Chết cụ không. Con này nó khôn quá anh em ơi. Cậu quên nó đánh con bên đây trước nhé. Nông đánh cái cây mà đi vòng qua bánh đánh mình. Lỗ hơn tí máu nữa. Gấu mát rồi. Cái khiêu quăng ghiều. Thôi khiêu gọi đệ đi. Để nó bá bá lên tí. Mở cái sao ba ghét và cái nhân vật mới được 30 ngon. Xưa Goblin Shop thì sẽ thêm 2 cạc nhưng mà giờ mình hết thẻ rồi, có nhân vật mới rồi. Rồi đánh cái này thì mình sẽ được gấp đôi máu. Ngày em gái bị nó bắt mình bàn nó nấu nè. Ủa không biến thành cây chứ nhầm. Quần ghiều gái đi đập cái chết nó luôn. Có đường vào không? Có. Bye bye. Gấu này mạnh quá rồi. Gấp đôi hiệu ứng hồi máu nhưng bắt gì tí nữa là cái lá hồi máu này là hồi được 8 đến 12 máu luôn. Ngon. Tí thử do con phù thủy này uống này. Thôi hết tiền cũng không sao, những tiếng cục xí ngầu quốc con này đánh đầu tiên nó đánh là hai đam phép thôi, hai đam phép cũng giả lo thử phát à, đỏ thấm máu luôn. Cái con này hả, con này con này đánh có 1 đam à, rồi gửi tiếng nó đi. Con này 4 đam rồi. Con này 4 máu. Con này 3 máu. Không đi được. Không đi được luôn. Thôi rồi rồi. Đánh này à. Lũ đạn. Đánh vô con này nó. Cái dữ thiệt á. Không có đường qua đấm nữa đâu. Tốn 2-3 máu tí thiệt. Choose a hero. 5-6. 5-6 cũng được đi. 5. Cái này tốn thiệt nha. Không vô tranh cũng được nâng nữa nè. 7-8. 4 đam cũng được luôn. Đang giảm đam á, giảm đam đánh đội này cũng được.
Ngày đánh đầu tiên 3 đam cũng xuyên qua mục tiêu phía sau luôn. Lũ đảng nó khôn. Con này đến 3 đam, mục tiêu ở gần. Để đây cho đánh gấu đi. Á, cà thiệt. Con này nó đánh vô định. Con này giờ đi qua trả được luôn rồi. Mát rồi. Mình còn là một tá hồi máu nữa. Cái vô cái tòa tháp này rất nguy hiểm luôn nha. Nên gần đông đi. Chết thiệt. Nãy đi vô cái tòa tháp này là tôi thử đánh với bản thân mình luôn. Đó. Mấy này yếu à, yếu khỉ á. Nó đấm tay 4 đam rồi. Này đấm tay 5 đam nữa nè. 20 máu, một ống giáp. Lên 8 4 này 4 này 5 rồi, ok. Thần cái mà gương đó, gương cừu bắp vừa đủ. Kho báu, cái kho báu gì mà có 50 đến 100 vàng. Nhận được một xí ngầu, giờ có nhiều xí ngầu rồi. Tìm một trang bị đi, không có gần quýt càng nữa. Mình thiếu trang bị rất nhiều luôn. Một đâm phép. Chọn một hero để tham gia vào trận chiến solo hả? Solo thì tôi nghĩ là con cây không, con này đây. Dwarf King, there is danger at two. Rồi nó đánh mình sau lưng. Đánh luôn đi, nở rồi. Ủa bèo bọt gì đó, đánh gái chết luôn này. Hồi được máu đi á. Ngon. Bốn 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 mua à. Dwarf King, there is four. Lũ đảng. Mấy con này có bộ dế ăn à. Nâng một cái hero sạc. Nhâm ghiều. Gấu vui rồi. Nhâm ghiều, nhâm ghiều.
Nhận một cơm bát cạc bằng cách test tài cho điểm trí tuệ động này cao nhất. Ba đam, mấy cái cơm bát cạc này cùi quá. Select a character. Rồi mát luôn. Druid, test your entire. Dục qua cái bẫy an toàn. Phòng ngủ, ngon. 4 đến 6 mà ra 4 à. Choose a hero. Mỗi 3 lần tấn công tấn rồi. Tăng thêm một đường tấn công cho mỗi 4 lần đánh. Một magic dam cho tất cả, khi mà tấn công mỗi 3 lần thì là chỉ định một quân địch cho nó tự đánh nhau. Tôi nghĩ là lấy thử cái lá này đi. Rồi rồi rồi, 4 thằng luôn rồi. Chết tía rồi. Bên mình sao bên nó vậy đó. Ngọn cây đầu tiên. Cây này đánh đầu. Tốn thiệt. Nó cũng biết xài kêu quá nghe không? Ủa? Bây giờ phải quýt chết thằng này 26 đam rồi. 3 đam. Mười ba đam chắc dồn chết này. Này đánh đam nó cũng ngang mình á, mình rất là khủng khiếp luôn. Có gấu tăng được không đỡ. 5 đam. Nữa đánh gấu à, đỡ thiệt. Phép nè. Này một máu hả? Ây da, đau nha. 4 đam. Không, tiếp theo là tới tuần mình nhiều lắm. Đánh này đi, giết nó đi. Để giết gấu mình nè. Để giá. Sao không đánh gấu? Này đánh 3 đam rồi nó đau quá vậy. Này thì hy sinh không sao. Chết gấu được rồi. Tiếp theo sẽ tới tuần này. Nên gán gạt này trước đã. Không không. Cái này đi. Nó mạnh quá anh em ơi. Nó chậu quá luôn. Ây da, ây da. Năm bốn sáu sáu là chết luôn nè. Ủa, 3 hơn bao giây mà không chết hả? Nó
mình mạnh nhiều thì giờ cái game nó khó nhiều. Chết luôn đi, năm đam kệ không sao, đánh vô cái con đi coi của mình. Hơi toàn như thế nhưng mà không đến mức quá nó khủng. Wizard, test your integral. Trời, lên được 9-10 ngon hơn. Nãy giờ quên xài mấy cái luôn. Này đỏ hơn tí. Phù thủy đam đầu tiên hả? Giết luôn. Ây da. Bái. Nó làm phát cũng chết luôn. 13 máu. Má. Khốn nạn. Nãy để gấu đây đánh nó chết luôn được rồi. Tôi không biết là cái mục tiêu hai ô nó chỉ để một mũi tên à, nên không biết hướng nào. Đau dữ thiệt á, mất cái mười mấy máu. Ba phù thủy, 30 máu, không sao. Mười bảy máu nè. Khốn nạn, 7 máu luôn. Nó còn một máu hả? Một máu buộc phải dứt điểm. Đau dữ thiệt á. Còn 10 máu à. Cũng cũng bình cuối đi. Barbarian, test your intelligence. Rồi nữa à. Wizard, test your intelligence. Cũng đỡ. Không đọt cho lắm. Select a character. Mua được cái gì nữa không? Nhận được cái này thôi. Tăng thêm xí nhỏ mình nhận được chúng người dùng này lên một không? Không cần, tiết kiệm tiền. Select a character. Rồi nữa rồi. Nó mạnh một cách khủng khiếp luôn á. Phải giết phù thủy, phải giết phù thủy đầu tiên. Nếu như đi vô cái đun gần Migo này á, mình có cái con mà gấu thì ngon hơn. Cây okay, sắp chết mẹ nó. Cây giáp quay lên điểm nữa. Chưa 5 điểm mà phủ với kháng phép mà không ngon. Này nó gì?
Còn ngẫu nhiên khi nhận đam thì tạo ra một cái phiên bản của nó là tính từ lúc này hay là lúc sau khi nhận đam thôi. Ủa, ra luôn rồi. Này nó quạt cái chết tiêu hai thằng này. Không đơn giản. Nhân đôi hiệu ứng Hego. Nhân bản một con Hego của mình ra và có một máu và sẽ tấn công bằng cái kẹt. Nhận được hai cái luôn. Rồi rồi đây thôi. Về thành phố random đi. Vô cái hàng động băng à. Động băng luôn. Nó tách đam tối thiểu. Mình con này. Con này mình chỉ có đam. Này là sao? Nó chết rồi. Tết trên tết này. Miễn giảm được cái lạnh. 2 đến 3 thôi. Tết trí tuệ. Ủa tết Agi vậy? Chết tía rồi. Tôi không nhớ nhân vật nào. Agi 3. Agi 4. Agi 4. Wizard. Test your agility. Ba đến năm đam á, rồi gán chịu đi. Nó đau. Bị hai cái luôn đó chứ. Rồi chẳng sao chứ combat là còn có. Mất công phù thủy hả? Lỡ đánh luôn. Đúng xui luôn á. Tấn công quân địch nó gần 8-12 đam 4 kháng phép 32 máu. Tuấn sao không đánh nữa hả? Ấy da, ấy da. Thêm một đòn tấn công cho mỗi hai đòn đánh. Đánh trả nữa. Chơi gì ai chơi trời. Không thể đỡ được. Thôi, đợt gần này thôi. Gồng này quá mạnh luôn. Chết mất thằng cây thiệt á. Lũ đảng đó. Ủa nên cũng trả nữa nữa kìa thánh họ nha nó quái trong này nó mạnh khủng khiếp luôn phải có tay dài mới được hết máu luôn rồi. Hết bình máu rồi, hết máu như này luôn rồi. Gun bị đít vào cái đợt tấn công kế tiếp.
One gòn đi. Lũ đảng cái đéo gì. Tỷ lệ 60% mà 3 lần. Nâng cái cây lên. Dwarf King, there is danger ahead of you. Nó con này đứng trước không chứ? Mất cái gun nữa. Ừ, đánh trả nó đi. Rồi chết luôn đi. Khốn nạn này à. Cái đéo gì kinh vậy, nó chịu quăng ghiều như thằng này của mình luôn á. Con vui công nhận mạnh thiệt nhưng mà hơi thiếu cơ động đấy. Hai random nhận hai ba đam. Thôi đành chịu thôi. Ừ, hai lần cao máu nhất không sao. Cao máu nhất như vậy chứ. Khốn nạn chưa. Dính cái quyền rủa nó thiệt. Hiệu ứng hồi máu tiếp theo sẽ gấp đôi. Con cây đi mất mẹ rồi. Bà làm đéo gì có hồi máu nữa. Ôi vãi lờn. Không không, 5-7 đam là bay màu luôn. Như cức. Hồi được một máu là làm gì nữa. Mát đam trong đợt kế tiếp. Agi, Agi 4, 4, 3, Agi còn nào cũng thấp chứ. Dwarf King, test your agility, 8. Cũng được nữa hả? Vô hang động không? Hay là nó quá nguy hiểm? Mình bị lóc hai cái này luôn rồi. Nhưng mà vô đi. Cái hang động chống rỗng. Vô hang động thì chỉ có lấy tiền thôi. Dích núi chưa leo. Test Agi. Nhận được trang bị. Dwarf King. Test 8. Gì cũng nhận được nữa rồi. Body Dam. Lấy cái này đi. Mà bị lóc mẹ nha này. Phải. Nhân phẩm lên này anh em ơi. Chết trên thì đến này. Vừa đủ vừa đủ. Hên. Trời ơi phải chi thiếu có tí tiền nữa là lên được rồi. Ngon. Ba ba ghi anh nó vô luôn. Con này thì đam nó cao hơn thôi. Tôi nghĩ là lên lấy điểm thủ cho tem được rồi. Khi quăng ghiều mát đúng không? Lấy điểm thủ cho tem đi. Mát công luôn rồi. Này cũng mát công luôn rồi. Mình lóc được lady nữa. Nó
chuyến hành trình này cũng không ngon lắm. Máu 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 luôn, máu luôn đó, 20 máu vãi đái. Tám máu cũng được. Rồi không mất cái combat gạt cũng không sao. Nãy giờ không đắp nhau luôn á. Lựu đạn nó bị bầy chim kinh khủng bao giây, vừa mới thả ông đó đi rồi. Cái gì đây? Chim kinh khủng đánh bão bốn đám. Đánh gấu á, đánh gấu á. Ừ. Mình được 2 triệu hồi lắm. Ủa sao nó không đánh con này? Nó có vàng lên là gì ta? Rồi vàng lên nó đỡ đường đam. Nên giết nó lẹ đi. Để lâu nguy hiểm lắm. Đánh gấu anh, đánh gấu. Đánh gấu nha. Ờ đúng rồi, gấu cầu nó dứt điểm. Vô cái map tiếp này công nhận chói thiệt á. Rồi ông kêu qua về chưa? Rồi quay về rồi. Đó 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 đó, 2 3 máu cho bài tiên nè. Cao lên cứt, tí nữa là thịt được con dê rồi. Đủ 8 đến 10 máu, 19 98 ngon. Rồi đi đến cái thung lũng gì, thung lũng người khổng lồ á. Lần đầu tiên đưa đến đây luôn. Thợ rèn 5 tất cả các magic dam, 12 giáp, 4 kháng phép khi bắt đầu trận đấu. Anh em nghĩ là anh lấy công hay thủ. Hai cái đồ này nó quá xịn luôn. Lấy đam. Đem lên lấy quả trứng trên 5 nha. Ngon. Rồi phải ti. Quá ơi. Bảo mấy chục rồi, ngon rồi. Lấy quả trứng mà xịn xòi vậy đó hả? Bây giờ nên update một hay go cạc đấy. Hồi 5 đến 6 máu mà bây giờ máu mình nhiều quá rồi. Không, hay hồi máu vẫn ngon hơn. Ô, chọn được hết luôn kìa. Sắp mát luôn rồi. Lựu đạn mạnh mẽ vậy. Vừa thấy có mùi rồi đó nha. Tự nhiên nó cho đồ mình liên tục như vậy đó. Giờ bỏ ai ra đây.
Ông pháp sư mới đeo đồ bón được. Này mạnh, này mạnh. Này cũng mạnh nữa. Nên không biết bỏ ai. Tôi nghĩ người khổng lồ đó chỉ có mình đó thôi. Nên ông pháp sư Damao không tác dụng. Nên bỏ ông pháp sư ra đi. Đúng luôn, người khổng lồ chỉ có mình đó thôi. Rồi coi khiêu nó cái đã. 11 đam, 8 đến 12 đam cho body. Đánh cái trên gấu luôn. Tấn công ngẫu nhiên hả? Ngẫu nhiên thì mình phải chặn đường nó lại mới được. Không chặn rồi sao mình đánh được? Ừ, chặn đường nó lại đánh trên gấu. Không không đủ ô rồi. Trốn thôi. Rồi đánh trên gấu rồi. Bây giờ 4 ô. Không bao giây được thì mình có 13 đam nè. 13 đam cộng thêm 3 đam nữa. Không không, con này không cộng 3 đam được. 13 đam đi. 13 với 6 19. 19 mình có thể cắn thuốc vô. 22. Nói chung là 19 đến 22. 19 23. 23 với 6 29 giờ đủ luôn, không cần cắn thuốc. Đó còn lại 13 là vừa đúng nữa. Không mẻ miếng nào luôn á. Thêm cái hiệu ứng bao giây 1 đam nữa. Nghĩ mắt cái điểm này thử rồi coi nó ra làm sao. Còn mỗi con này cái đam nó thôi. Rồi nó dùng là mắt đâm tay hết nữa. Bày cù. Bây giờ tự nhiên nó cho mình máu nhiều quá vậy ta. Người khổng lồ đang ngủ. Đấm người khổng lồ nữa giờ ngán à. Thôi tha đi. Chỉ số chen của mình sẽ bằng đến chỉ số đam. Chen con này 7. Chen này 6. Tự nhiên mình mạnh mẽ một cách bất ngờ luôn. Đi lên rồi coi chết luôn. Ủa cái này là gì? Trời mưa rồi, anh em đợi tí. Trời mưa hơi lớn nên anh em thông cảm tí nha. Rồi bây giờ ô 10 đam rồi là 10 máu. Được 10 máu. Không được thì quay xí ngầu thôi, 50-50 mà. Chim. Chim cho mình cái cơm bát cạc. Anh em người khổng lồ có cái gun nào. Cái này đây. Né được cái đòn tấn công cận chiến nó. 1 4 đam. Kệ. 1 1 4 2 không sao, đam mình 40 nữa. Tính ra là khoảng 10% thôi. Hai thằng 12 đam. Tấn công random quân địch. Hai mươi bảy, chín, 13, 11. Tuần sau này nó sẽ đánh nên tập trung dồn đam vô này.
17 17 21 trên con rồi. 4 5 15 đam vải đái thì và đâm ra nó chết luôn. Nhẹ nhàng đơn giản. Giờ hình như là mình mạnh ao của nó rồi. Ao trình. Này là sao ta? Hồi một máu à. Ba người khổng lồ. Đứt gách hay vô đòn tấn công. Anh em nghĩ nên đánh không? Tôi nghĩ đánh luôn đi. Hai đam lận tử rồi, tôi tính đặt một con ở đây nè. Đó. Còn có chín giáp nữa rồi bây giờ không không đứng yên luôn đi, tôi nghĩ là nên đứng yên, mình không có đường qua bản này, tự phá chính mình rồi, đứng yên có đâu đánh mình được, nó phải đánh cây rồi, cái cây vẫn còn một giáp. Tám máu bốn năm một con, tiếp theo là con này 18 máu. Hy vọng ở đánh dấu. Thì ông hãy đánh dấu đi. Bây giờ nó không đánh dấu mà đánh cây, làm cây mất mấy máu luôn, rồi mấy máu luôn. Cái này tác dụng với quân địch nhỏ thôi chứ địch lớn lớn thì không làm gì được.
9. Mình được cái chìa khóa vô hang động rồng rồi nè. Không sao, mấy đàm mà chết tía. Chạy. Bây giờ mình không nào chết, nhưng chết thì hồi được con đó 30 máu, rất mạnh luôn. Tính dùng đất hỗn loạn gì nữa. Hai chục ba con. Con này nó sẽ đánh là ngẫu nhiên quân địch, gây đam ít 2 lần, 18 đến 12 đam. Con này chỉ đạo gọn gấu ra trước. Không, gấu đây. Cái gì vãi đái. Nó khôn vãi luôn á. Nó con này chỉ định, con này cũng chỉ định nữa nên phải gạt con này trước, không có đường nào khác. Quan mạng mất hơi mấy chục máu luôn. Này cái gì ta? Bây giờ là mình thí hết tất cả các con này ở tại đây luôn. Thì cái đợt gân kế tiếp là mỗi con được tăng thêm 10 máu. Coi như là kết thúc cuộc hành trình luôn á. Thì tôi nghĩ tôi sẽ thử nhân vật mới nên kết thúc tại đây luôn ha. Rồi ok. Bye bye anh em. Thì hôm nay chơi tạm tí thôi. Thì tôi đã mở được 2 nhân vật mới nữa nè. Thì bây giờ tôi sẽ chọn như vậy. Còn nhân vật cuối cùng thì tôi sẽ chọn ngày clip. Ngày thường đam quá. Có 2 đệ trước thì vẫn ngon. Thì cũng có gọi đệ nữa nè. Mà ông này gọi đệ thì không ngon bằng con nhỏ xiên đôi này. Con xiên đôi nít ra nó còn lóc được đòn tấn công. Mà không có ông pháp sư thì rất là thiếu đam nha. Lúc đầu ông pháp sư ngon chứ gì sao, tôi thấy ông cũng phế. Cái này tôi nghĩ nâng lên mát luôn thì chắc 4-6 này 5-7 đam thôi. Một heal là sao ta? À, chịu hồi được cái con ma lửa. Gây 2-3 đam phép cho mục tiêu là với thú. Cái lá này là lá phụ, lá chính nè. Ủa lá chính là đây anh, ở cái lá này có sẵn. Ê, bấm lộn ơi. Tôi muốn quay lại. Trời ơi. Nó bấm vô một cái này nó vô luôn bà nó đủ đạn thôi. Tôi nghĩ là đây thôi, tạm biệt anh em.